nó lúc tháng 9 nước nó đổ vậy nè, đứt dây, nước vô ghe, đại nhóc ghe, cái đứt dây nó rồi mất tiêu, không còn kiếm được gì hết, mình còn bộ đồ thôi, trôi luôn cái ghe, kiếm không một mướn mò mò không được luôn. Là bữa chiếc này, chiếc ghe này thì chú đó nó làm luôn là khoảng 15 triệu, bán chiếc ghe chỉ 3 triệu thôi nhưng mà làm khoảng là 12 triệu. Có ý nói cái cây nào mà nó mục á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của cô của tỉnh Đồng Tháp với cô bác quý anh chị. Và trước mặt cô bác quý anh chị là bà ba. Bà ba nhớ con không? Nhớ chứ. Đứng đâu quên mất tiêu rồi chứ. Đâu quên vẫn nè. Hai tuần rồi đúng không? Ừ. Bà ba khỏe không? Khỏe. Khỏe hả? Mình ăn cơm chưa? Chưa. Hôm nay thì có được anh Quy. Quy sẽ dắt đi coi chiếc ghe. Anh Quý. Quý mà nói anh Quy hoài. Bà ba chịu chiếc ghe này không? Có gì ở đấy à? Có gì ở nấy hả? Ừ, có gì ở nấy vậy rồi. Đây, qua đây bà ba. Sập gãi gì không đây? Không sao đâu. Như á, ổng tính là lột hai cái bê trên bỏ hết. Tại cái ổng sửa, ổng đem lên lắp vỏ, ổng sửa hoàn toàn lại mới. Rồi bây giờ ổng đóng cái dàn sạp cho mình. Chứ đóng cái giống như cái nóc nhà, nguyên cái nhà luôn đó. Dạ à. Là chiếc ghe này người ta kêu bán nhiêu anh? Kêu bán 3 triệu. Rồi ổng nói ổng tính mua hai cây sao, ổng xả ra để ổng sửa lại. Nhưng mà ổng nói với em á là này phải xài phải 20 năm nữa nếu sửa lại. Vậy hả? Dạ. Cây này là cây gì ta? Cây này bằng sao? Đóng ghe, đóng sao. Sao? Đóng sao hả? Dạ. Kêu bà ba chịu cái chiếc ghe này không? Bà cho gì ở lấy à? Không có rồi. Có ghe là của mình chứ. Thì mình biết rồi mà đứt. Cũng như lâu lên à, ông nói là lâu lên bà ổng là ông làm lại mới hết luôn á. Thì ông làm ông chủ đâu? Ông chủ cái đây. Anh điện qua giùm em được không? Bây giờ chạy qua nhà ổng luôn. Anh kêu ổng xuống đây luôn đi. Được không? Đừng cho mình quay phim. Em chạy qua. Dạ. Ở đi đường nào anh Quý? Ở đây đi ngoài chừng cây số rồi. Đâu có. Anh chạy giùm em đi đường nào xuống chiếc ghe này nè. Dạ, khó chứ. Vậy anh đi giùm em đi ha. Em ở đây em đỡ. Đi dẫn anh đó. À. Rồi, ngồi đi bà ba, hai bà cháu mình đường này đây. Đâu có cầu đâu chạy được không, cầu. Không ai chạy cái này nè. Ở đây nè. Đây. Coi chừng nha, sập một cái bà. Rồi, bà hiện nay ít găng rồi, sập một cái nữa là không còn găng luôn á. Rồi đi bà ba, lại ngồi đằng cầu đằng đó cho mát. Ờ, đó rồi, tại đấy cũng như cái gì cầu, đấy cũng vậy. Rồi, ngồi đó đi bà. Rồi, ngoài này cho tâm sự nữa ha. Trên một cái cây cầu, một nét. Rồi, sao không ngày cuộc sống mình sao bà ba? Thì cũng vậy hoài, gì ngày nào qua ngày nấy. Ngày nấy hả? Hôm nay lượm được nhiêu tiền? Lượm nhiêu gì đâu. Lượm cũng mấy trăm, năm mấy chục vậy. Dạ. Còn con của bà tên gì quên mất tiêu Đông. À? Đông. Đông hôm nay có đi làm không? Có, làm mới về đó. Làm nhãn hả? Làm nhãn. Làm được nhiêu tiền bà ba? 1.500. Ngon rồi. Thầy dồn nhiều mới 1.500, còn ít 1.200. Đồ cực lắm chứ bộ. Dạ. Đi vườn rồi chở bẻ rồi lên xe rồi cảo thùng. Rồi tiền hôm trước con tặng bà gỡ của anh gà trống đó còn không? Có. Ở Úc á. Hả? Anh gà trống ở Úc gửi tặng bà 1.700.000 mấy đó còn không? Còn. Còn được nhiều không? Xài cũng được cái còn được 1 triệu à. Còn được 1 triệu hả? Ổng nghe 2 tuần bà xài hết 700 hả? Hôm Tết đó giờ. Gần Tết chứ qua Tết hả? Ừ, hôm qua anh qua Tết hay không Tết? Qua Tết. Ừ, qua Tết là phải rồi, qua Tết mà nói nào nè. Này cũng lâu à. Dạ. Hả, lâu rồi giá bộ. Bữa mấy là đám giỗ không bà ba? Ổng tháng 4 lận, hết tháng 4 lận. Tháng 4 hả? Cô bác anh chị bà ba này, để cô bác anh chị không biết thì bà ba có một cái người chồng mà mất ở dưới ghe luôn không bà ba hay sao? Dạ, ổng chết dưới ghe đó. Chết dưới ghe luôn hả? Ừ. Mất dưới ghe luôn. Ổng chết dưới ghe luôn. Ngày mất của ông là ghe chìm. Đi chở đi thiêu ha, đi lên chưa tới chỗ rồi cái điện lên là cái ghe nó chìm. Tôi thôi cậy bỏ, giờ lo ổng lo thiêu, giờ anh đâu có lo về được. Từ ngày ông mất mà có thấy ông ba không? Không, ông không cho thấy. Không cho thấy hả? Không. Gái mà. Mà không thấy luôn nữa. Thấy luôn hả? Không, làm gì nặng con dí không cho thấy. Không cho thấy hả? Không thấy. Bà ba là có hai người con, một trai một gái. Một trai một gái. Thì mất vì bị tai nạn lâu rồi. Nó mừng, nó chết nay nó 25 tuổi mà nay nó 39 tuổi rồi đó. Cái xác ghe này là bà xác ghe thứ mấy rồi bà ba? Này là thứ tư lận nè. Xác ghe này thứ tư? Ừ. Còn bốn cái ghe đó. Những cái chiếc ghe trước là nó có khoảng bao nhiêu tiền? Ghe trước hồi đó không có nhiêu tiền, xi măng đó. Dạ. Bể
rồi hư rồi cái cặp sau chiếc nữa, sau cặp sau chiếc nữa đậu hồi xưa bằng chợ ha. Nó lúc tháng 9 nước nó đổ vậy nè, đứt dây, nước vô ghe, đại nhóc ghe, cái đứt dây nó rồi mất tiêu, không còn kiếm được gì hết, mình còn bộ đồ thôi, trôi luôn cái ghe, kiếm không một mướn mò mò không được luôn. Là bữa ông ba mất hả? Không á, cái ghe trước nữa cũng trôi nữa, trôi luôn, mất chiếc nữa, chiếc đó là mất luôn á, mất đồ hết luôn, không còn gì chân, mất không, luôn chiếc ghe luôn, mất ghe, kiếm mướn thợ mượn ta mò mà họ mò không có luôn, bỏ luôn. Ô ghê vậy, không còn, tôi hỏi bà là tôi nói dốc rồi. Buổi tối thì bà ba, mà giấc khuya đó là nước tháng đổ đó. Dạ. Nước nó chảy đó rồi nước nó vô phá ghe mình đâu có hay đâu. Dạ. Chừng nó vô nghe ngập lưng rồi mình ngồi tá quả kêu người ta lại là nó trôi, nước nó gãy cây cái đứt dây nó trôi cuộn cuốn luôn, từ lúc sáng nó trôi nó chấp nó còn đó ai hời. Lúc đó bà ngủ ở đâu? Thì ở anh bờ á. Ngủ anh bờ hả? Ở anh bờ có thằng nhỏ, thằng đó ở ghe đó. Đông ở dưới ghe. Ờ. Mà nó ngủ tới nước ngập lưng. Ủa bà ngủ trên gờ với ông ba hay gì? Hồi đó có cái sạp. Cái sạp họ cho mướn mình ngồi bắn bậy bạ vậy đó. Con gạo cải đó hồi đó đó. Chìm ghe cái sáng lại là không. Rồi ai ngủ đông ngủ trên ghe? Nó ngủ ghe rồi nó ổng thì ổng đi mặn đâu có nhà đâu. Ông ba đi mặn ở đâu? Thì ổng mặn cũng đi mặn vòng vòng đó đó rồi ổng không có về được. Rồi thôi. Bà ngủ ở trên sạp. Tôi ở sạp, giữ sạp đó. Giữ ba đồ đó. Rồi rồi đông ngủ dưới ghe sao không hay được? Nó không hay được. Nó ngủ tới mẹ nó kêu mẹ ơi xuống tắt đứt ghe rồi hỏi viện gặp lưng này tới dán trên còn gì nữa đâu. Dạ. Chừng xuống ghe là tá quạ kêu mời người ta lại kêu giùm. Đứt dây cái nó cuốn cái ghe đi luôn. Cặp ghe là không còn đồng bạc, không còn cái áo với bận áo nữa. Cặp đó là tiêu luôn, không mất xác luôn. Là cặp đó là trước ông ba mất. Trước trước ông ba mất. Trước nữa. Vậy là chìm ghe mấy lần? Hai lần rồi đó. Lần này là hai lần. Lần ông ba là một lần, lần trước đó là một lần. Lần nữa hai lần. Mà là chiếc ghe này còn xác. Còn xác. Chiếc kia mất xác luôn. Mò lên được. Được. Là chiếc ghe mình đang ngồi luôn. Thì ngồi đó là còn xác đó. Còn chiếc kia là mất xác luôn, khỏi còn được cái nồi cái áo thì vẫn. Rồi sao? Rồi người ta nhà dưới ở dưới mà quận thị trấn á, người ta cho được 1 triệu bạc. Cho được 1 triệu mới mua được chiếc ghe. Dạ. Chiếc ghe đó đó cho được chiếc ghe. Cho được 1 triệu về mua chiếc ghe. Rồi đó giờ có cái chiếc ghe nào bự giống như chiếc ghe này không? Thì cũng vậy không à. Cỡ nó không có bự nữa. Bự nữa. Có chiếc ngoại anh trọng hơn chiếc này phải không? Chiếc ngoại chắc tự hơn chiếc này. Chiếc của bà không? Ba hả? Ừ. Chiếc của bà ba nhỏ hơn chiếc này chứ. Dài hơn chiếc này vậy ta. Dài hơn. Nhỏ hơn. Nhỏ không? Dạ nhỏ hơn. Quý vô kìa phải không? Ổng ra. Rồi ô gian nan khổ hồi giờ thì nó tới giờ ra cổ hồi đó tới giờ thì gian nan khổ rồi. Chiếc ghe này gỗ gì chú? Sao hả? Ghe này có chú trước đây đi làm ăn hay gì chú? Đi lúa rồi đi cây. Dạ. Chú bán chiếc ghe này bao nhiêu tiền? 3 triệu đó. 3 triệu hả? Dạ. Cũng nói quá rẻ rồi. Cũng như bây giờ ông bán lại xong rồi ông sửa chữa lại. Có cái sửa đóng ghe đắng anh Hùng. Dạ. Lâu về ông lại lo bờ ông sửa hoàn toàn cho mình luôn. Lo chú sửa giùm luôn hả? Rồi, tính tiền công ha. Tính tiền công với tiền cây. Ừ. Dạ. Bây giờ phải cưa cây làm cái mui trên. Bây giờ làm lâu không chú? Làm chắc cỡ 10 ngày. 10 ngày ha. Rồi bây giờ con đi cũng bà ba đứng lên bà ba. Con ấy. Bây giờ bà ba chịu chiếc ghe này không? Mà lại thì cho gì ở đấy vậy? Là sửa lại tiền công là khoảng nhiêu hả chú ha? Tiền công thì đâu có biết nhiêu ngày. Không, ý con hỏi là làm luôn xong luôn là nó khoảng nhiêu tiền chú ước lượng được không? Cỡ 20 là 20 triệu hả? Thì tiền cây hết 10 triệu rồi. Làm sao tính đóng là nguyên cái sạp trước luôn hay gì? Lót sạp rồi lót mui nữa. Làm nguyên cái mui luôn không? Ừ cái mui chứ để. Ồ 20 triệu thì nó cao quá ha. Nổi cưa cây không 10 triệu rồi. Ồ. Cái này 3 triệu nó 13 rồi. Tiền công 7 triệu là làm đủ. Thì có khoảng 20 hai mấy trả lại chứ không hả? Thì cái này cũng như là mướn nó lại làm ngày đó, ví dụ nhiêu tính nhiêu. Ừ. Vậy là nó quá cao rồi, để coi lại bà ba. Với khoảng 20 triệu đó. Tại vì làm cái này con cũng làm lại là bằng cái dán cây sao luôn á. Lót không, dán thường thôi. Dán thường hả? Dạ. Thường thôi làm như sao? Làm đâu cả. Làm thì thường thì được, nhưng mà muốn làm sao luôn. Làm gòn gì cho đỡ thôi chú. Chủ yếu là nó nghe chắc làm cái dán là... thì không cho. Ở dưới là ngon lành là được. Ở dưới là không gì ra cái cho nó sẽ cây thường cũng được. Ừ. Cây thường
thì thường nếu ấy không có 8 triệu tiền cây đó. Ừ, tiền công có 4 triệu nữa, 4 triệu chứ 15 triệu đó. Rồi tiền vật liệu rồi thì cái đó ít ít mà. Cái này đâu có gì đâu, trà lại cái giác lại cái rồi. Con thấy cái này là mình làm đơn giản thôi, mình đừng làm cho nó tốn kém quá. Phải có anh hỏi chuyện dễ. Dạ. Chứ bây giờ là nếu như mà làm cây thường cũng chắc vậy, nhưng mà nó 15 triệu đó. Chứ không phải bằng sao, tính đưa sao vô nó mới ghê mắt. Tiền ghe luôn là 15 triệu hả? 15 triệu là tính là tính luôn cái xác ghe luôn đó ha. Rồi xác ghe luôn á. Xác ghe luôn rồi hoàn thành khoảng 15 triệu. Nếu được thì là phải đưa trước 10 triệu nha. Chứ thôi làm bỏ chết. Đâu có dễ gì. Ừ. Dễ chứ gì cái vụ này tôi có làm lần rồi, gì đó bỏ luôn. Rồi tôi bán lại cho mấy thằng kéo ống. Cô bác anh chị, chiếc này, chiếc ghe này thì chú đó nói làm luôn là khoảng 15 triệu. Bán chiếc ghe chỉ 3 triệu thôi nhưng mà làm hoặc là 12 triệu. Có ý nói cái cây nào mà nó mục á, đục bỏ hết, để chen cây mới vô. Thì cái đó làm ở đâu có gì đâu mà sợ. Bà ba thấy sao bà ba? Bà ba thấy sao? Coi tao có biết gạch không? Làm hết cái môi ở sau này là hai thước rồi, lại kia làm môi giả nữa là nó 7-8 thước rồi. Rồi giống nó thành một cái nhà luôn á. Ừ, là chứ bây giờ không phải như thế này nè chú. Tại vì bà ba thì ở dưới gầm cầu, ở dưới ghe mà gầm cầu, thành thử cái phương tiện đường thủy á rất khó. Mình làm mà càng lớn lên thì có thể là ta không cho mình ở luôn. Không phải làm lớn nhưng mà làm cái môi ở, không làm môi chứ. Làm cái môi nhỏ thôi chứ mình là không thì ở trên. Ở trên là làm cái môi không? Ở trên là chú làm cái môi là bằng tôn. Thì tôn làm cái môi mới lập tôn lên. Dạ. Cái kia làm càng em cũng được. Làm dán xong ốp tôn lên không? Ừ. Làm cũng sao cái lúc cầu lập tôn biết không? Ừ. Thì làm rồi là mới lập tôn chứ thôi nó dột nha. Kính đáo là được đó. Thì làm chừng 2 thước hả? À. Trong cái mình ở khu vực 2 thước là phải lót làm môi 2 thước. Còn trước thì không ấy làm cà gèm dựng lên cũng được. Con thấy cái này là mình ở dưới là mình lót dán còng hay là gì đó. Thì ở cái máy ở trên là cái dẫn ha, cái xe thường thôi, cái nào đựng dẫn nữa. Là khoảng 15 triệu hả? Sao tính luôn xác ghe nào? Rồi con cảm ơn chú, để có gì con coi lại nha chú nha. Rồi, tại vì con làm bởi vì cái ghe này mua giùm là 3 triệu đó. Nó cũng rẻ thú chứ gì. Cũng nói ở quán cho từ thiện 3 triệu nó mới chịu bán, nó không chịu bán. Thế chiếc xuồng bây giờ có chút xíu 3-4 triệu. Nhưng mà cái chi phí làm nó con thấy nó cao á. Cái thành nữ là cũng phải hỏi ý kiến của Mạnh Thường Quân nữa. Dạ. Chứ bây giờ mình gì mình không biết như thế nào. Quyết định chưa quyết định được ha. Dạ. Quyết định 15 triệu nếu kỳ tạp. Thì cây cũng chắc chứ không phải làm cây bỏ. Là hoàn thiện hết luôn hay gì chú? Hoàn thiện luôn. Bên chú có số điện thoại không? Có. Bây giờ chú tính kỹ là chính xác hoàn thiện hết luôn cho con nhiêu. Tính vậy rồi đó. Thì tính tiền công thì trả tiền ngày chứ đâu có ăn mắt tự thị. Thì giờ làm khúc môi đó là làm cái hai cà gèm đóng che lên cho đựng mưa gió. Đâu dạ. Rồi nguyên con lên bờ luôn. Chào bà. Ai biết rồi hả? Tôi không mạnh không có. Mà chiếc ghe này bà ba thấy được không? Chiếc này chở hơi bự. Không, nó bự hơn cái chiếc ở ngoài có. Chiếc này như ngang như vậy. Ngang có 2 thước, 1 thước 8 gì vậy. Chiếc này bà ngang bự hơn ghe của bà ba. Bự hơn ngoài như 1 mét 3 gì. Dạ. Chiếc này có 1 mét 8 bự. Thì bự thì nó rộng rãi thôi. Ghe này là tuổi thọ còn lâu không chú? Thì nó bằng cây sao biết là nó hư. Đâu có chở gì nữa, giờ làm cho đựng vô nước nó ngỡ rồi. Rồi ý bà ba là sao? À biết con này chú đi coi sao. Rồi thôi con cảm ơn, có gì con trả lời chú sau, nhờ anh Huy trả lời sau nha chú. Thôi bà ba dạ. Thì bây giờ con sẽ quay cái đoạn clip này lên cho Mạnh Thường Quân coi, thấy được thì khoảng 15 triệu đó. Thì để coi con hỏi ý kiến của Mạnh Thường Quân thêm cái nữa, rồi sau đó trả lời sao hay bà ba. Mình cũng gán một tuần nữa chắc không có sao. Bây giờ tại bây giờ phải mất kiếm điện thoại bên Cần Thơ nữa. Ừ. Thành thử là trả lời
chạy về lấy hả? Chạy. Bây giờ hiện tại giờ anh còn đi qua chỗ nào nữa không? Không anh. Rồi thôi vậy ha bà ba. Rồi con chào bà nha, chúc bà sức khỏe nha. Rồi. Hẹn gặp lại. Dạ. Bắt đầu gặp lại.